Đây khách sạn 4 sao của mình, của mình một đêm. Có tivi. Đó. Đồ đạc chuẩn bị lên đường. Đây là cái tủ đựng móng quần áo, và khách sạn nào thì cũng cho mình cái tủ sắt để chứa đồ nè. Mình đi đi ra khỏi khách sạn thì mình để đây, mình khóa lại, lóc lại. Chứa đồ quý vô trong đây. Cầu tắm, chỗ rửa mặt, phòng vệ sinh. Nguyên một dòng kỷ niệm cái phòng ngủ ở đây một đêm lễ Memorial Day. In Las Vegas. Đây là hồ tắm của Bali. Tại vì mình không có đem đồ tắm theo, với lại tới giờ về rồi chứ phải ấy nằm xuống tắm trận đi về rồi mới đi về, nghĩ là không có thời gian á, bởi vì không có đem đồ theo để mà quay ấy. Cái hồ quá rộng này mà mình biết là lần sau mình sẽ đem hồ tắm, đem đồ tắm theo mình xuống tắm. Thôi tạm biệt Bali. Tới giờ mình về rồi. Hai anh Vũ. Hello. Hello. Thôi về ha. Rồi. Bye. Đây người ta nói welcome trường vũ ra mướn phòng rồi này. Welcome trường vũ. Scan with your camera. Đó. Trưng Vũ làm chủ cái phòng này, bây giờ trả phòng lại về nữa ha. Đó, bây giờ là xong cái ngày lễ rồi, giờ trên đường đi kiếm cái chỗ khác chơi nữa. Giỏi Hao Vũ giỏi, à chỗ giỏi khác chơi nữa, bắt tài xế lái gần chết. tài xế này giỏi lắm, kêu về không chịu về còn nói nữa. Thôi về tài xế ơi. Nóng quá không biết lội núi nổi không. Ở đây là lên lên nét Hollywood Aria, cái hôm qua trên cầu mình đứng á, mình chụp hình trên cầu nè, phải không? Cái building cao ngất ngưỡng á, cao quá cao. Cái hôm qua mình đi cái cầu này nè. Take the next right onto Las Vegas Boulevard South. Dọc thành phố Las Vegas.
Subway ở đây nó mở cửa 24 giờ nha. Taco Bell. Use the left two lanes to turn left onto West Flamingo Road. Sáng ta đổ ra đi ăn quá trời kìa, ngồi nghẹt hết trơn trong mấy cái chỗ ăn uống rồi đó. Giờ này trần trường thì đứng phơi nắng không đang sao trời đâu đó đâu thấy đâu mấy người đẹp bên đó đó mấy người đẹp bên đó đây nè tới giờ người ta đi kiếm ăn mà đứng phơi nắng mà nắng vơi gát này mà không xe đen hả có Mỹ mà ừ, có sân đó cái đứa đen thì nó đen luôn rồi còn cái đứa mà như Mỹ trắng thì nó đỏ thôi chứ nó đâu có đen anh. Nó phơi phơi chứ nó đâu có đen đâu. À, đứng hai người đẹp kìa. Ồ, buổi sáng ra vui dữ kìa. Use the left two lanes to turn left onto West Flamingo Road. Tới đây mới kêu thiệt tình. In a quarter mile, use the right two lanes to take the I-15 north ramp. Continue on Las Vegas Boulevard south for 3/4 of a mile. Vậy nó chỉ luôn cái đường mình đi thẳng luôn hả? Thì mình đi hướng đường đó rồi. In a quarter mile, use the left two lanes to turn left onto Spring Mountain Road. Ê, ê, đây đi bộ. Đường xanh vẫn chạy đã nhé. Spring Mountain Road. Mà nói là lắp cái gánh này đủ trò chơi hết trơn ha. Coi show, coi xiệc, coi show ghê, đủ thứ. Use the left two lanes to turn left onto Spring Mountain Road. Ăn ngon mà chơi rồi này kia là kể như số dắt ha. Chỗ xài tiền mà. Win kìa. Swing City mà. Win. Venison, Win ở đây, Win hồi qua mình lội tới dưới này rồi đó. Đâu, hồi qua mình đâu đi đường này. Mình đi trở lên. Trở lên chỗ New York rồi đó à, có nghĩa là hôm qua mình... MGM hôm tức qua... là hôm qua anh đi mình trở lên chứ không phải đi trở xuống hôm qua đi ừ. Cậu hỏi hồi nãy chạy ngang rồi đó anh đi kiếm cái chỗ gì đó thì mơ mốt vậy là biết rồi nếu mà mình đi mà muốn đi ấy nữa thì mấy cái chỗ này thì là phải quay xuống còn nếu mà muốn lên MGM đồ này kia khúc đầu thì trở lên. Vậy là cái Google Maps nó cũng đúng chứ tại đi ngược cái nó cho báo cho mình biết càng ngày càng xa. Rồi mình đi bộ nó cũng báo luôn hả? Ừ. Hay ha. Nó tưởng xe thôi chứ. Vậy là 11:30 tới đó 12:30.
Đó, ở Quyên là có cái này nè, có mấy cái bông mỡ làm bong bóng bay lên á. Thấy không, Quyên á. cái chỗ đó quên trang trí Ừ, thiệt đẹp. trang trí bông đồ này kia xung quanh đó. Mỗi cái là, đó đó đó, có con ngựa đồ quay vòng vòng á. Mỗi cái là nó có một cái ấy riêng của nó, phải không? Khó nhất là cái chỗ mình đi này, cái chỗ mà bông rồi mỗi tới tới tháng nào là bắt đầu nó tới Noel là nó dựng Noel, tới mùa hè mùa thu mùa ấy là nó dựng lại hết à, còn này nó cứ nhiêu đó làm hoài. Vậy là xuống đây hơi xa chứ, mình chạy xe nó giờ mà mới gặp nó thì có nghĩa là từ chỗ mình ở xuống đây hơi xa chứ. Thì xa chứ hơi gì nữa, nhưng mà anh tin là em đi từ đầu đầu này mà tới đầu kia luôn không, hồi đó em đi tập thể dục Hồi á, đó chứ giờ gì nói. giờ em đi không nổi nữa, giờ đó sáng nó Khanh nó còn ngủ. Em ra em đi bộ, buổi sáng người ta đi dữ lắm. Mấy đứa Mỹ mà còn trẻ trẻ đó, nó đi bộ á, đi In tập a thể dục quarter á. mile, use the right two lanes to take the I-15 north Sáng ramp 4 to 5 giờ Salt sáng là Lake nó City. đi rồi. Em đi dài dài dài. Jeju Island ở đây. Solicity không là cái chỗ đó là thuộc về ấy thôi. Solicity nhưng mà nó thuộc gì ta? Thì nó bước qua cái ấy nè, tiểu bang khác hả? Diều Thà là tiểu bang khác rồi phải không? Trên nó đi 20 phút, 23 nhiêu sao không thấy. Đủ giá hết trên 30 đồng, 250, 100 đồng gì tùm lum hết trơn, không biết xe anh nhiêu, 25 đồng, 10 đồng 10 đồng rồi xe anh 25 đồng rồi. Thu phí hỏi là nó nhiều. Hey, how much, sir? Oh, it's $15. 15? Yes. $15. Chỗ này là vô là có cái trạm phải trả 15 đồng. Chụp hình gì không?
chụp hồi đi rồi đi nữa chứ. Đi tiếp phải không? Đã đóng tiền rồi mắc gì lo. Trời, có mấy cái ấy hình giống con thỏ vậy ha. Nè. Turn left toward Valley of Fire Highway, then turn right onto Valley of Fire Highway. Đi gì là dân người ta thích leo núi đồ này kia. Đi. Turn right onto Valley of Fire Highway. Rồi, tới rồi. Giờ mình đi tới, đã tới cái núi đá đỏ. Ở đâu? Áo đỏ ở đâu? Áo này ngồi đỏ hả? Hey, kìa cái cây hồi đứa đứng đây nè, chụp lấy nguyên toàn cảnh đẹp luôn. Nếu mình vô đây đó là cái chỗ này là chỗ coi như của quốc gia đi, là chính phủ vô đây là chính phủ lấy tiền bạc kinh chạy vô chuyến xe vậy là ta lấy 15 đồng tùy loại xe, xe lớn hay xe nhỏ. Đây là những người người ta cũng đi coi cảnh đẹp của thiên nhiên. Ở đây là cho đi ngắm cảnh thiên nhiên thôi chứ không cho camping, không cho dựng lều chơi đây. Để mình chơi thôi. Những cái mà người ta cấm à. Không có được đốt lửa nè ha. Không có được đó. Đẹp không? Thiên nhiên của tạo hóa. Người tới đây là người ta thích đi tìm thiên nhiên, phong cảnh của thiên nhiên, kỳ quan của thế giới. Người Mỹ họ cũng muốn đi những cái cảnh thiên nhiên cũng giống như những người mà người ta hay sưu tầm những cảnh lạ đẹp miền núi sừng của Mỹ, núi đồi của Mỹ.
Rồi đứng ở trên cao quay hết toàn bộ những cái khung cảnh xung quanh. Tự nhiên của tàu quá tàu lên những cái núi đồi hùng vĩ như vậy nè, không biết bao nhiêu trăm năm bao nhiêu ngàn năm rồi. Bây giờ mình đi xuống là chuẩn bị đi lại cái chỗ mà nổi tiếng mà đình đề vô trong cổng này. Đây. Rồi dạ bạn. Xe không sao đi. Đừng không, xe kia nó ra. Xe kia nó ra, anh thấy ra. Biết rồi, nhưng mà nó mới bóp kẹn cho thôi, nó ra lại đụng mình. Đưa một phiên đó. Wow. Chút xíu nào đụng xe sao à? Tốt làm lại.
ăn nhà nước không biết làm tiền quá đó, lấy tiền cho cửa xong rồi bật kinh riêng. Sừng cũng dài dữ ha.
trăm mấy có. 180.